Dạ xin chào quý vị khán giả đang xem kênh Bagina TV ạ. Dạ thì hôm nay em xin gửi đến quý vị khán giả một câu chuyện buồn sau tang lễ của bé trai 2 tuổi ở Bình Dương. Thì câu chuyện nước mắt của người cha trong vụ bé trai mất tích ở Bình Dương. Hai vợ chồng chụp hình làm kỷ niệm, giờ lại là ảnh thờ cho con. Năm ngày nay, con đường đất len giữa gặn cao su dẫn vào ngôi nhà của vợ chồng anh Lâm Gia Đạt, 24 tuổi, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Cũng là con đường vợ chồng anh ngày đêm tìm kiếm đứa con trong vô vọng. Buổi chiều ngày 20 tháng 10, khi thi thể đứa con trai 2 tuổi được đưa trở về nhà, mẹ của bé Lâm Gia Hưng cần mẫn ngồi dưới chiếc bàn thờ nhỏ, đốt từng mớ tiền vàng bạc cho con. Ngoài sân, anh Đạt tất bật lo lắng các thủ tục chôn cất con. Dường như nỗi đau đã vắt kiệt hai vợ chồng trong suốt 5 ngày chờ đợi hy vọng, khiến họ không còn thể khóc thêm nữa. Anh Đạt kể, buổi sáng ngày 15 tháng 9, vợ phải chăm sóc đứa con vừa sinh 6 tháng, nên anh phải chịu trách nhiệm trông bé Lâm Gia Hưng trong sân nhà. Đang chơi đấy mà khoảng 30 phút, đã không thấy con đâu. Bình thường bé Hưng chẳng bao giờ đi ra khỏi cửa nên lạ lắm. Cả ngày gia đình bỏ việc chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Thấy quá lâu nên mọi người mới báo công an, hàng xóm, bạn bè cầu mong bé trở về, anh Đạt kể. Suốt nhiều ngày sau đó, anh Đạt không bao giờ ở nhà, cả đêm lẫn ngày đều cùng người thân vào rừng, ra suối tìm con. Sau khi số điện thoại anh được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người tự xưng nhìn thấy cháu Hưng gọi tới khiến anh vui mừng, rồi rơi vào hụt hẫng. Họ đành đặn dựng chuyện lừa gia đình. Có người thì bảo thấy cháu tận ở Hà Giang, có người kêu thấy hai nghi phạm chở đi bán sang Trung Quốc. Mỗi lần nghe chỉ thấy lòng đau, tối không tài nào chợp mắt được. Hy vọng của gia đình là tìm lại đứa con, cuối cùng không thể thành hiện thực. Thời gian càng kéo dài, hy vọng càng mong manh. Nhưng anh Đạt chưa bao giờ nghĩ tới tình huống xấu nhất. Anh còn sẵn sàng chi 200 triệu để hậu tạ người tìm lại được đứa con của mình. Chỉ mong bé có thể trở về với gia đình. Sáng ngày 20 tháng 10, cả gia đình tiếp tục tìm kiếm quanh con suối chảy xiết cách nhà 600 mét. Đến hết buổi, anh Đạt trở về nhà thì nhận được cuộc gọi của lực lượng chức năng nhờ mình ra xác nhận thi thể vừa tìm được. Lúc đó mình vẫn chưa tin, thà bắt cóc còn hy vọng dù là ít ỏi thì mình vẫn còn cơ hội tìm lại được. Nhưng đến khi ra bờ suối nhìn con, mình không thể khóc thêm, chỉ để lực lượng mau chóng đưa con về. Ở nhà, vợ đã nghe tin cô ấy ngã vị. Gia đình ngoại mấy bữa trước qua tìm cháu mới trở về Bình Phước. Giờ thì không thể qua chốt để gặp bé Hưng lần cuối nữa rồi, anh Đạt nói. Lấy nhau được hơn 3 năm, có một đứa con trai đầu lòng, thì hai vợ chồng anh Đạt lui về sống cùng bố mẹ trong căn nhà cấp 4 tại xã Minh Tân. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ, vợ anh Đạt nghỉ làm tại công ty, ở nhà chăm sóc con. Riêng anh Đạt thì cùng bố mẹ hành nghề cạo mũ cao su. Dù không giàu có nhưng gia đình luôn im ắng. Mạnh Thường Quân ngỏ ý mong muốn ủng hộ gia đình, nhưng mình từ chối. Mình chỉ mong mọi người sớm vượt dậy để còn chăm sóc cho đứa trẻ nhỏ hơn. 11 giờ ngày hôm qua 21 tháng 10, đoàn người từ từ đưa tiễn bé Hưng chặng đường cuối cùng. Linh cữu bé được chôn cất cạnh phần mộ tổ tiên cách nhà 200 mét. Giờ phút tiễn biệt đưa cháu trai, bà nội của bé Hưng không còn đứng vững. Suốt chặng đường đất, người ta phải dìu bà đi từng bước nhỏ. Nhìn cháu nằm dưới cát, bà hòa khóc nức nở. Bởi bà chẳng ngờ rằng buổi sáng chia tay cháu đi làm, vậy mà là lần cuối cùng bà được nhìn thấy cháu. Bình thường ở nhà ngoan lắm,
Mới 2 tuổi, ngày nào cũng bi vô tập nói, chơi với bố mẹ cả ngày, chứ tối nào thì phải ngủ chung với ông bà nội. Anh Đạt mong gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi đau để trở lại cuộc sống. Đứng trước linh cữu đứa con trai, đôi tay anh Đạt vẫn ôm chặt di ảnh, đôi mắt đỏ hoe. Bức di ảnh ấy hai vợ chồng mới chụp bằng điện thoại để làm kỷ niệm, nhưng bây giờ lại phải dùng để làm ảnh thờ tiễn biệt con. Hiện tại gia đình đang rất buồn và gửi lời cảm ơn đến cộng đồng đã hỗ trợ tìm kiếm cháu trong những ngày qua. Theo cơ quan chức năng, thi thể cháu được tìm thấy dưới suối nổi trên mặt nước. Khu vực này cách nhà cháu khoảng 600m, rất gặm gạp khó đi. Hiện lực lượng của Ủy ban Nhân dân xã đang phối hợp cùng công an huyện Dầu Tiếng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra để xác minh xem có dấu hiệu tội phạm hay không. Qua clip, em cũng xin cảm ơn đến tất cả mọi người đã gửi lời chia buồn đến gia đình bé Lâm Gia Hưng, 2 tuổi, ở Bình Dương. Thank you.